đây là cái sơ đồ lối cái công tắc có đèn cái loại 4 chân on off như các bạn quan sát đây 4 chân nó cùng một màu trắng hết đây là on off nhé màu đèn thì có xanh đỏ và vàng thì còn về cái sơ đồ này thì các bạn thấy là cái nguồn 220 đây là cái nguồn điện nhé các bạn nối luôn vào cái chân phía trên này này đây có ký hiệu o o đây các bạn nối nó vào chân trước cái chân sau thì nối ra đèn Tương tự bên kia thì sẽ là một chân đối ra đèn và một chân đối vào nguồn như này nhé, đúng sơ đồ như này. Còn bây giờ mình sẽ test màu đèn. Dưới đây là một chân, hai cái chân phía trước này này, các bạn thấy là sẽ là chân nguồn. Còn cái màu vàng với cả màu đỏ, bịt kia thì là chân ra đèn nhé, đèn hoặc là tải hay là quạt. Đấy, mở. các bạn vào phần uh, tìm kiếm gõ chữ hk trên shopee nha nó sẽ hiện lên các bạn kích vào đây rồi thế nào vào shop nha tiếp theo là các bạn có thể là tìm các cái sản phẩm mà các bạn cần rất là nhiều sản phẩm nhé đấy đây có sản phẩm các bạn có thể là kích vào lựa chọn và đọc kỹ phần thông tin mô tả nhà mình có hết rồi các sản phẩm có video thì mình cũng đang làm để update lên nha Đấy, sản phẩm của shop bạn gõ vào tất cả sản phẩm đây mới nhất đây đấy rất là nhiều nha đấy bạn nào cần thì các bạn có thể là kích và lựa chọn nha ok